Đêm ngày 6 tháng 3, trên địa bàn huyện Lộc Ninh và huyện Bù Đốp liên tiếp xảy ra các vụ trộm xe mô tô. Công an hai huyện tổ chức lực lượng điều tra, truy xét các đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cơ quan công an đã xác định được chiếc xe mô tô biển kiểm soát 93G133123, phương tiện các đối tượng sử dụng đi gây án đang được tháo giã, thay đổi màu sơn ở một tiệm sửa xe trên địa bàn huyện Bù Đốp. Lực lượng hình sự Bù Đốp đã nhận định là đối tượng này là thông thuộc địa bàn, có sự phân công rõ ràng giữa đối tượng trộm và đối tượng tiêu thụ. Thì sau khi trộm xong thì các đối tượng trộm sẽ đưa đi tiêu thụ, thì sẽ có một nhóm tiêu thụ khác nữa nhận cái việc tiêu thụ này. Với cái nhận định này thì qua rà soát á, thì trong đêm thì lực lượng công an Bù Đốp đã xác định được là có hai đối tượng trộm và hai đối tượng tiêu thụ. Bốn đối tượng nêu trên cùng ngụ tại huyện Bù Đốp được các trinh sát hình sự xác định gồm Võ Minh Luân, 22 tuổi, ở xã Thanh Hòa, Lý Tấn Thành, 21 tuổi, ở ấp 3, xã Hưng Phước, Nguyễn Hải Nam, 19 tuổi, ấp Tân Lập, xã Phước Thiện và Võ Văn Hải, 23 tuổi, ở khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình. Nhóm đối tượng này là nghi can gây ra các vụ trộm trong đêm 6 tháng 3 tại địa bàn hai huyện Lộc Ninh và Bù Đốp. Ngoài Hải đã bỏ trốn, ba đối tượng còn lại đã được công an huyện Bù Đốp tiến hành mời đến làm việc. Với các chứng cứ và tài liệu thu thập được, ba đối tượng đã thừa nhận tham gia vào các vụ trộm và tiêu thụ xe mô tô trong đêm ngày 6 tháng 3. Xuống tới chỗ chợ Tân Tiến thì thấy xe quay dựng đường trước sắp đò không ai trông coi. Em quay lại, em đứng kế bên, Hải xuống xe để lấy xe. Sau khi lấy được xe thì em trên đường về thì em có gọi cho Thành để trả lại xe lúc vào mượn. Sau khi trả xe cho Thành xong em mới nói Thành là cười về cất xe đi rồi chạy xuống cái chỗ mà lúc mà nãy em đưa xe cho Thành đó, là chạy xe đi bán với em. Công an huyện Bù Đốp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trên để điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Bước đầu, cơ quan công an xác định được Luân và Hải là hai đối tượng đi trộm cắp xe mô tô. Khi trộm được xe, chúng cất giấu ở những địa điểm đã hẹn trước. Sau đó điện thoại cho Thành và Nam đến lấy xe, rồi cùng nhau chạy ra điểm hẹn tại khu vực biên giới bán cho một đối tượng người Campuchia. Chỉ trong đêm ngày 6 tháng 3, nhóm đối tượng này đã liên tục gây ra 4 vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn hai huyện Lộc Ninh và Bù Đốp, rồi bán cho một người Campuchia có quen biết từ trước với giá 1.400 đô la Mỹ. Cơ quan công an là khuyến cáo quần chúng nhân dân là thứ nhất là tăng cường công tác bảo vệ tài sản của mình, tránh để các đối tượng trộm cắp tài sản lợi dụng sự sơ hở trong việc quản lý tài sản đối với mình để chiếm đoạt tài sản. Điển hình là những cái vụ như ở huyện Lộc Ninh là để xe ngoài đường, chìa khóa cắm trên xe, hoặc là cái vụ ở huyện Bù Đốp là để xe bên ngoài rồi đi vào nhà thì không người trông coi, không có khóa ổ khóa gì hết, thì các đối tượng lợi dụng sự sơ hở đó thì nhanh chóng chiếm đoạt rồi tẩu thoát thôi.